Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Mình là Long và hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tiến hành kiểm tra cái phần chân sạc của chiếc Redmi K30 nhé. Khi nói tới chân sạc thì đây chính là một trong những linh kiện khá là quan trọng của điện thoại. Nếu mà chân sạc bị hỏng thì các bạn sẽ không thể sạc pin, chuyển dữ liệu hay là kết nối với các thiết bị khác. Đó là một cơn ác mộng đối với những ai mà đang sử dụng điện thoại như mình. Vậy làm thế nào để có thể sửa được phần chân sạc này? Các bạn đừng lo lắng quá. Hiện tại thì bạn kỹ thuật viên bên mình đã tiến hành kiểm tra và xem xét xem là chúng ta nên sửa hay là nên thay luôn cụm chân sạc. Để có thể kiểm tra được chân sạc thì chúng ta sẽ phải tháo mặt lưng và tháo hết toàn bộ những con ốc và bảo vệ những cái phần cụm main chính, main phụ và cũng như là tháo hết toàn bộ những cái cáp kết nối gỡ phần main chính, main phụ ra. Sau đó chúng ta mới tháo được main phụ nhé. Ở main phụ sẽ là nơi chứa cổng sạc nên bạn kỹ thuật viên sẽ kiểm tra xem là mạch của em nó hiện tại như thế nào. Sau khi mà bạn kỹ thuật viên đã tiến hành kiểm tra xong rồi và cũng như báo giá cho khách và được khách đồng ý thì bên mình sẽ tiến hành can thiệp vào phần main phụ này và câu cho em nó một cái sợi dây đồng như các bạn có thể thấy. Bạn kỹ thuật viên sẽ tiến hành cố gắng việc giấu dây đồng ở dưới phần cáp kết nối giữa phần main chính và main phụ của chúng ta nên các bạn có thể yên tâm nhé. Và bây giờ thì bạn chuyên viên sẽ tiến hành ráp lại cái bo mạch chủ và các cáp kết nối vào bo mạch chủ này cũng như là ráp vào cái phần main phụ của chúng ta. Như vậy là chúng ta cũng có thể đi được giấu dây một cách rất là cẩn thận rồi. Sau đó thì bạn chuyên viên sẽ lắp lại hết toàn bộ cái phần bảo vệ main chính main phụ này. Sau khi đã lắp hết toàn bộ những con ốc thì cuối cùng đó chính là mặt lưng sẽ được dán vào phần khung viền của chiếc máy. Toàn bộ quá trình trên sẽ diễn ra trong vòng khoảng từ 30 cho đến 40 phút. Và sau khi mà bên mình đã tiến hành vệ sinh lại cái phần khung viền này thì cuối cùng đó chính là kiểm tra xem là chân sạc liệu nó có vào hay chưa. Trước đó thì mình cũng đã kiểm tra trước rồi nhé. Và hiện tại thì chân sạc đã vào rồi. Mình sẽ rút ra và cắm lại xem là chân sạc có hiện hay không và đang sạc nhanh rồi nha các bạn. Như vậy là các bạn có thể thay được phần chân sạc cho chiếc Xiaomi Redmi K30 rồi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcare nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại vào những video lần sau. Tạm biệt!